Drop it. Xin chào các bạn, tiếp tục chuỗi series về hướng dẫn sử dụng máy tính Casio để giải tích phân các biến số. Được chưa? Thì trong bài toán mà chứa tham số thì thầy sẽ hướng dẫn một loạt bài cho các bạn quan sát luôn. Bây giờ các bạn cùng nhau xem câu hỏi số 2 nhé. Để yêu cầu đi tính tích phân của AX bình cộng BX cận từ 0 đến 1 có giá trị nào trong 4 phương án dưới đây? Đối với bài toán này thì các bạn cứ gán giá trị cho A và B và tính bình thường thôi. Các bạn lựa chọn giá trị bất kỳ để gán cho AB, miễn sao cái giá trị đó phải khá cận. Ở đây cận 0,1 nên các bạn chọn 2,3 để gán cho AB, được chưa? Miễn sao mà các bạn chọn khá cận cho thầy là được. Đầu tiên thầy gán biến 2, số giá trị 2 cho biến A. Các bạn nhấn 2, enter. À, đấy, khi nào có mũi tên này như thế này thì các bạn đã lưu giá trị 2 cho A rồi. Đối với máy tính FX570 các bạn chú ý là nhấn phím Shift rồi mới đến STO nha. Các bạn quan sát trên màn hình cái hướng dẫn cho máy tính FX570. Được chưa? Rồi tiếp tục gán 3 cho B. 3 này. STO B. Được chưa? Rồi sau khi các bạn gán giá trị như thế này thì các bạn tính tích phân bình thường. Các bạn nhập này, tích phân này. Mở ngoặc này. AX bình đúng không? Alpha này. A này. Alpha này. X bình. Được chưa? Cộng alpha B này. Alpha này, x này, được chưa? Đóng ngoặc. Rồi, các bạn nhập cận 0 đến 1. Các bạn nhấn phím bằng. Đấy, kết quả là 13/6. Các bạn ghi lại trên đề cái kết quả mà máy tính cho 13/6, được chưa? Sau khi có kết quả như thế này, các bạn đi bấm 4 phương án. Phương án nào mà cho các bạn kết quả trùng với kết quả của đề thì đó là phương án đúng. Đầu tiên, các bạn đi thử phương án A. Các bạn nhập này alpha A trên cho 2 cộng alpha B trên cho 3. Các bạn nhấn phím bằng. Kết quả máy tính cho là 2. Vậy phương án A không phải là phương án đúng. Lý do là không trùng với kết quả của đề. Các bạn thử phương án B. Thay số 2 bằng số 3. Được chưa? Kết quả được 5/3. Nó cũng chả giống với đề. Vậy nên chúng ta loại luôn. Chúng ta qua phương án C. Tức là thay số 2. Được chưa? Các bạn nhấn phím bằng. À, kết quả của chúng ta bây giờ là 13/6, giống với kết quả mà đề chúng ta vừa tính được. Vậy, phương án của chúng ta ở đây chọn chính là đáp án C. Rất dễ dàng đúng không?